một cử à? Cử khi không có cử nào. Tôi không có cử nào. Bà Năm ăn cái gì bà Năm ơi? Không ăn gì đâu, uống nước no rồi. Trời ơi, là bà Năm uống nước vậy là bao nhiêu lâu rồi bà Năm? Uống nước hai năm đi nữa, ba năm rồi á. Ba năm rồi là có cơm thì ăn, không có là thôi uống nước no. Ừ, bà Năm đi đâu. Những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, Nghĩa mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa quý ông bà cô chú anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại tỉnh Kiên Giang và đồng hành với Nghĩa ngày hôm nay là anh Vàng đây cô chú anh chị các bạn. Anh Vàng giới thiệu với Nghĩa một hoàn cảnh của bà cụ sống ở đây, kêu bằng cái này là giữa đồng anh hả? Dạ, này vẫn tập vô khỏi mặt lộ của hơi xa. Dạ. Anh có thể chia sẻ giúp em cũng như giúp ông bà cô chú là hoàn cảnh bà cụ này như nào anh ha? Bà cụ là Thị Ke, năm nay cũng khoảng 85 tuổi rồi. Yeah. Thì bà thuộc là hộ nghèo của đây là địa phương để ấp chính xã Ninh Bình Bắc, huyện Gò Vau, tỉnh Kiên Giang. Yeah. Bà thì sống ở đây là neo đơn, thì nhà cửa bà thì ở đây thì nó cũng cây lá tạm bợ. Thì ở trong thì cơ sở chất cũng không có gì. Ở đây bà sống cũng với hàng xóm, nói chung là hổm thì nhà nó cũng mục nát lắm. Hàng xóm nó thấy gì nó cũng lợi, nó tiếp. Là giá sang này nữa cũng đỡ được chút nào. Thì hoàn cảnh của bà sống ở đây được chính quyền cũng quan tâm. Yeah. Như là có hỗ trợ gạo, rồi tiền lương hàng tháng của bà cũng được vài trăm. Yeah. Nói chung là cũng có giúp được phần nào, thì địa phương cố gắng. Yeah. Là tạo điều kiện hết sức cho bà con mình có hoàn cảnh khó khăn. Yeah. Dạ. Nhưng mà đâu đó thì cuộc sống của bà cụ vẫn còn cái gọi là vất vả anh ha. Tại vì lớn tuổi mà sống một mình ở nơi đây. Em biết được thì hôm trước thì có chú Mười chia sẻ với em là hoàn cảnh bà cụ ngày trước ở đây là nước ngập mênh mông, mà nhà thì rách nát. Mới được làng xóm, mới như anh chia sẻ là mới sửa lan sang lại được cái phần nào thôi. Mùa khô thì nó đỡ vậy thôi, chứ mùa nước thì nó vất vả nhiều hơn anh ha. Với lại với tuổi của bà cụ thì cũng đã lớn, mà một mình tự nấu nướng tự lo ăn thì cũng rất là khó trong cuộc sống hàng ngày. Anh có thể dẫn em gặp bà cụ được không ạ? Dạ. Cuộc sống hàng ngày là bà cụ, cái này bà cụ làm gì anh? Bà đang làm cỏ nhà ơn anh ơi. Thì bà ơn thì chắc bà tự dọn thôi. Dạ. Bà con ai thấy được thì lại phụ phần nào được phụ. Dạ. Bà Năm ơi. Cỏ hả? Ừ. Dạ ơi. Nhỏ ơn vậy đó hả? Cơm nước gì chưa? Con chào bà. Đây chỗ này anh Nghĩa. Được anh Vàng nhờ con tới đây đó, để con xin phép bà Năm, con bà Năm phải không anh? Bà Năm. Để con ghi hình bà Năm để ông bà cô chú thương giúp bà Năm vượt qua cuộc sống khó khăn phía trước bà Năm ha. Bà Năm cho con gửi cái này nha. Cái micro không sao đâu, để nói chuyện gì hết. Hả? Cái micro cứ nói chuyện bình thường đi, đừng quan tâm tới nó. Bà Năm sợ. Rồi nói chuyện đi. Bà Năm sợ cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Vàng. Dạ. Cái gì vậy? Cái đồ bà Năm nói con nghe. Ủa cái này nói nghe. Dạ. Cứ nói chuyện đi, nói chuyện bình thường đừng quan tâm tới. Bà Năm nói chuyện lớn lên cho con nghe nghe. Bà Năm năm nay nhiêu tuổi rồi bà Năm ơi? Không biết đâu, tụi mèo mà nó đừng nghe dạng nó ảnh tôi không biết đâu. Bà lớn quá cũng hay lớn cả. Bà tuổi mèo nhưng bà không biết bạn nhiêu tuổi. Không biết đâu. Rồi bà Năm sống trong căn nhà này với ai bà Năm ơi? Sống mình yên gì, sống với ai giờ đây? Sống mình nên vậy đó. À. Rồi hàng ngày bà Năm tự nấu cơm ăn hả? Nấu cơm ăn có ai đâu. Không nấu cơm sao? Bà Năm còn thấy con không? Thấy rõ không? Đỡ đỡ. Còn thấy con không? Thấy cũng đỡ đỡ, không rõ không. Không rõ không ha? Ừ. Dạ. Cũng thấy đỡ đỡ. Bà Năm được mấy người con bà Năm? Còn bây giờ còn 5 đứa đó. Dạ.
chết hết hai đứa rồi. Là hồi trước giờ là 7 người con mà mất 2 người, còn 5 người. Ừ. Sao bà Năm không ở chung với con để con của bà Năm lo cho bà Năm? Ê, không ở đâu. Ê, không ở đâu. Chết thôi. Chết nhà nước lo. Nhà nước lo. Tôi mỗi ngày. Nhiều khổ chết ha. Nhà nước lo không đi đâu. Chết chết đi. Dâu cũng sợ. Ghế cũng sợ luôn. Sao bà sợ dâu với ghế bà Năm ơi? Ê, sợ. Mấy ông ơi. Nó cho ăn, ăn không phải, nó chửi mình, ế ở bên không ai chửi. Bà Năm sợ ở rồi dâu ghệ chửi bà Năm. Ừ, sợ. Con hỏi bà Năm, ừ. Con xin lỗi bà Năm trước nha. Ừ. Hồi nào giờ bà, con xin lỗi nha. Ừ. Hồi nào giờ dâu với ghệ có nói gì bà Năm không? Ế, nó chửi mẹ, nó chửi chồng nó, nó chửi chồng nó, chửi tôi rồi. À, nó chửi chồng nó là nó chửi mình rồi. Ừ, đi mẹ mày, trời mẹ, trời mai hẹn. Ừ. Rồi lúc đó bà Năm thấy vậy đau lòng nên không muốn ở chung. Không ở chung đâu. Bà Năm chết chết kệ. Nhưng mà ở đây con nói bà Năm nghe nè. Những năm tháng tiếp theo á, bà Năm không có làm công việc nổi giống như nhổ cỏ nấu cơm. Người ai nấu cơm cho bà Năm ăn? Chừng nào đó hết bớt bớt đi nấu ăn. Không bớt nằm. Nằm rồi đói. Không đói đâu. Không đói. Một ngày bà Năm ăn cơm mấy cử nè? Một cử. Cử à? Cử, khi không có cử nào. Ôi, không có cử nào bà Năm ăn cái gì bà Năm ơi? Không ăn gì đâu, uống nước no rồi. Trời ơi. Là bà Năm uống nước vậy là bao nhiêu lâu rồi bà Năm? Uống nước 2 năm đi nữa, 3 năm rồi á. 3 năm rồi là có cơm thì ăn, không có là thôi uống nước no. Ừ, bà Năm đi ra. Ừ. Con bà Năm có thường về đây thăm bà Năm không? Tôi nói nãy đó, 1 năm, 2 năm lại lần nói dâu đó. Dạ. Nói trước mặt. 1 năm, 2 năm mới lại 1 lần. Ừ, ta mừng ăn. Ta mừng ăn. Mừng ăn ai đâu. Bà Năm có mong con bà Năm về đây không? Không. Sao vậy bà Năm? Không cho lại đâu. Không cho con lại luôn? Không đi theo ở mà cũng không cho con về luôn nữa. Không cho ai ở. Bà Năm nói con nghe với, bà Năm nói con nghe với, sao vậy? Sao bà Năm cho con bà Năm về ở chung bà Năm? Ừ, rồi luôn, không khó, ở yên với khỏe. Muốn ăn ăn, không sao đâu. Bà Năm nói chuyện lớn lớn lên con mới nghe nghe. Ở rồi gầy lộn hả bà Năm? Ừ. Gầy lộn với ai bà Năm ơi? Gầy lộn vợ chồng nó không gầy lộn, mình ở gì cho khỏe. À, về đây rồi vợ chồng mấy anh mấy chị đó gầy lộn rồi bà Năm đau lòng đúng không? Ở đây gì không đau lòng. Ở mình nên gì không đau lòng. Ừ. Không ai nói nặng nói nhẹ. Nhưng mà những năm tháng sắp tới á, bà Năm đâu thể nào đi ra đây nhổ cỏ được. Bà Năm đâu thể nào tự nấu cơm được đâu. Không được chịu. Không được chịu thì sao vậy? Chịu chết đi. Chết không sao. Giờ la làng ai đó. Làm chết y cũng được. Thì sợ chết rồi. 1 tháng bà Năm được lãnh tiền nhà nước bao nhiêu tiền bà Năm ơi? Được 600 gì đây. 600 lận? Ừ. Ủa bà Năm lãnh tiền gì anh? Này bên cao tuổi. Cao tuổi sao 600 gì vậy? Ừ. Cao tuổi là nghĩa xin thưa quý ông bà cô chú anh chị là tiền ông bà cao tuổi là 360.000 đúng không anh Giang? Vẫn đang làm bệnh tật. À bà Năm có bệnh tật không? Có. Là được 600 ha. À vậy bà Năm nói đúng rồi. Như vậy 600-700 ngàn đó đủ bà Năm xài trong tháng không? Đủ. Đủ ha. Không dám ăn gì đủ để bệnh hoạn đó. Rồi thấy con cháu lại kêu đi mua thuốc đủ. À để dành mua thuốc chứ không dám ăn gì hết. Ăn gì đâu. Bà Năm bệnh gì bà Năm nói con nghe với. Tôi không biết bệnh gì đâu. Từng gì gì té à té, đi đi. À muốn đi đi, muốn té à té. Ừ, từng là lên lên. Bà Năm ban đêm ngủ có bị nhức không? Ừ. Có hả? Ừ. Giờ con nói bà Năm nghe nè. Bà Năm nghỉ tay. Bà Năm dẫn con vô thăm nhà bà Năm được không? Được. Đi ha. Ừ. Con mời bà Năm. Ừ. Bà Năm đi phải có cây gậy này đấy hả? Đi có gậy không sợ té. Có gậy không sợ té ha? Ừ. Sợ té bại đi rồi không ai nuôi. Dạ. Bà bị tim. Không bị tim nữa anh. Nó nhờ nhờ chú Vàng này nè mới tôi sống á chú Vàng. Nói bà đi làm mượn nhà thương. Ôi tôi không đi đâu nhà thương. Không có đi đâu. Dạ. Yeah.
Anh là cũng trong xóm này anh Vàng hả? Em thì bên làm bên chữ thập đỏ. Chữ thập đỏ ha. Dạ. Nhờ nó đó, tiền bạc gì nó đem lại tới nhà. Bà Năm dẫn con xuống bếp đi, bữa nay coi bà Năm ăn gì bà Năm ơi. Ăn con mua hôm qua nè. Con bà Năm mua ha. Ừ. Là con bà Năm có về hả? Nó lâu lâu lợi người ta mua. Dạ. Nè. Ăn mà cũng chưa ăn đâu khó bỏ nè. Có này. Con mua nè. Giấu gì. Rồi bà Năm nấu cơm là đằng này. Rồi tự bà Năm nấu hả? Nấu. Rồi củi rồi sao bà Năm? Đi ôm củi vô. Ôm gì nè, mận nó có chưa được rửa nữa. Bận ăn bỏ gì đó cứ rửa. Dạ, cái chỗ vô. Bà Năm còn chặt củi nổi hả bà Năm? Bẻ củi chặt vô chụm. Bẻ củi vô chụm. Con hỏi bà Năm nè, rồi những ngày mưa rồi không có củi rồi sao? Không mưa thì thôi. Rồi có đâu bà Năm chụm? Chịu. Trời ơi. Chứ giờ sao con? Hỏi coi người không đi chịu. Vậy nè, bữa được đâu nè. Rồi ngày đó có cơm đâu bà Năm ăn? Hả? Rồi không có chụm được rồi ngày đó có cơm. Chụm được cơm con chút. Ăn mẹ nó đi cho sống thôi. Chứ về con biết cậu có đi kiếm cái gì giờ đây. Bà Năm quay mặt ra trong bà cô chú thấy bà Năm ha. Ừ. Dạ. Bây giờ biết làm sao vậy? Là cũng như là 3 năm nay á. Là sức khỏe không tốt bằng những ngày trước. Chỉ nhận được tiền nhà nước để xoay trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà chủ yếu là mình mua thuốc uống thôi. Còn không dám mua gì ăn. Không dám mua gì ăn đâu, sợ. Tao đi không có tiền thì đi mua chịu. Kêu ta mua người ta biết người ta bán không. Hồi nào giờ có mua chịu không? Không dám đâu. Không dám mua chịu. Đằng này nhịn tao chịu. Mà không cho hết tiền đâu. Không cho hết đâu cậu ơi. 100, 200 rồi đó em. Để dành mua thuốc. Rồi thấy ta đi ngang đó. Kêu. Còn không thấy thì nằm giống yên vậy. Ngày đó bệnh. Không thấy ai thì nằm chịu luôn. Chịu thì sao vậy? Có biết việc đâu. Đau chết. 2-3 giờ tối thù gì. Có ai đâu chừng tỉnh lại. Ngồi khóc yên. Trời ơi. Tuổi thân bà Năm ha. Con ơi khổ lắm. Bà Năm có ruộng vườn gì không bà Năm? Ruộng ông chết bán hết trơn rồi. Ông Năm mất lâu chưa bà Năm ơi? Ông Năm mất hồi Úc 13 tuổi tới giờ. Dạ cũng lâu rồi bà Năm ha. Con Úc tuổi mà khỉ á. Bây giờ người ta có con có cháu ngoại rồi. Rồi khi dạ. Ở tới giờ tôi không đâu. Rồi khi bà ông Năm mất rồi đó thì bà Năm ở vậy có mình ở đây thôi. Ta đi có chồng có vợ hết trơn rồi cậu ơi. Chịu. Bữa nay con xuống thăm bà Năm. Bà Năm có mong ước con giúp bà Năm gì không? Không biết cậu giúp gì cũng mong ơn. Không biết cái gì đâu giờ. Bà Năm nói lớn lên nha. Không biết cái gì giờ không biết nói làm sao đó tôi. Không biết làm sao. Cậu thấy thì cậu cho. Thì con tôi mong ơn. Tôi không biết nói làm sao đó giờ tôi chịu. Không biết nói gì đâu giờ đấy. Con đã có vợ có chồng hết rồi. Rồi mới mượn người ta nè, chầm lá đồ nè. Ủa cái này con mà Năm hay làm hả người ta làm? Mượn á, mượn con xóm á, con đâu. Sao mà Năm kêu con mà Năm làm? Con nó đi mượn, yeah. Đâu ở đây, người dân không. Rồi hồi đó nhà bà Năm bị rách như vậy nè, con bà Năm biết không? Biết. Biết mà sao bà Năm kêu con làm? Mà nó mắc mặn người, biết kêu sao vậy. Rồi được 2 ghế, ta lại tiếp, ta lại chơi á. Yeah. Thăm nó nói mẹ bệnh á, rồi nghĩ cho mày tiếp nhà cửa, tao đi. Dạ. Rồi cũng có 2 ghế tiếp bà Năm ha. Ừ. Dạ. Nhưng mà con thì không có muốn ở chung. Ừ, sợ nó cãi nhau mà mình đau lòng. Ở đâu? Ở ai đâu? Hồi đó giờ bà Năm có ở với con bà Năm ngày nào không? Không thức phạt, không ở đâu. Tôi bệnh á, em, nhỏ thứ 8 tôi chưa chết á. Tôi bệnh đi không nổi, nhờ cậu Vàng. Cậu Vàng nói, chở đi nhà thương đi. Ý tôi không đi đâu cậu ơi, chết đi. Nhờ cậu sống tới giờ.
là khi bệnh này cậu về, cậu Vàng nó qua vận động mà năm đi nhà thương. Biểu đi tôi không đi, rồi ông cậu cho thuốc uống từ từ tới giờ luôn. Dạ. Giờ bà Năm khỏe chưa? Khỏe không khỏe, mệt không mệt gì à? Bình thường gì á. Bà Năm ăn uống đồ biết ngon bà Năm. Ăn nuốt cho được thôi, cho sống ngày nào đỡ ngày nấy. Vì mới tôi bằng nhà đó, tôi sợ đi bằng đêm, đi bằng đêm không biết làm sao. Bằng nhà kính đi, chết chết đốt mẹ cho nhà đi. Đốt à, tôi không chôn đâu. Chôn đó, chết. Bà Năm dẫn con lên nhà trên ha. Chỗ này tối quá, với lại quay cho ông bà cô chú thấy được cái nhà trên của bà Năm. Ôi, bà Năm có nuôi con mèo hả? Mèo nhà nắng qua. À, mèo người ta qua chơi. Nhằm đi đâu đâu. Hàng ngày là bà Năm ngủ ở đâu? Này. Ngủ đây. Ừ. Ôi, bên đây mưa tạt không bà Năm ơi? Tạt nó, không dừng cũng được đó, tạt đó. À, con thấy lá thưa quá nè. Bà Năm ngồi đi. Tạt nó. À. Tạt cái này hơi ổng lại hơn hết trơn, tạt hết trơn. Là nhà nếu mà mưa là bị tạt, còn hôm trước thì dưới này nó gấp hết trơn rồi, hàng xóm mới lại tiếp cho bà Năm xong ha. À, tôi la tiếp đi. Hồi xưa giờ là bà Năm ở đây luôn đúng không bà Năm? Ở đây hồi nào tới giờ? Là quê hương mình ở đây. Ừ. Quê hương ở đây. Nhưng mà ở đây con thấy á, bà Năm đi mua này kia rất là khó. Khó chịu sao giờ? Tại lội đi ra ngoài đó xa lắm. Chịu giờ người sao khổ. Cũng gắng đi. Ngày nào không có mua được gì ăn, không có đồ ăn cơm rồi sao bà Năm? Không có ăn được mắm muối gì, kệ cho sống đó. Bà Năm nơi lớn lớn ha. Ừ, cho sống ăn được thôi, không biết ngon không ngon gì đâu. Dạ. Cho sống là ngày nào nhờ ngày nấy. Giờ biết làm sao giờ, biết than ai giờ đây. Than với con nè. Cậu lâu lại lần á, than với cậu. Than với anh Vàng. Chú Vàng á, thì chắc ăn rồi, vừa vừa lại tới. Vừa lại tới thăm bà Năm rồi. Nhưng mà con thắc mắc một điều á. Gì? Sao bà Năm nên có nên về ở chung với con để con lo? Ơi khỏe. Ôi chết, cái nào cái này không đi, dứt phát không đi. Nói chết mẹ dâu theo, đi là không đi. Chết bỏ. Con bà Năm có từng kêu bà Năm về ở chung không bà Năm? Ôi, kêu cũng không đi nữa. Dạ. Không đi. Ở nhà tôi quen rồi, không có đi đâu. Ông tôi mất hồi nào tới giờ ở vậy nha, không có đi đâu hết chứ. Bằng ăn hai cho cháu. Hồi con hỏi bà Năm, hồi trước mà lúc bà Năm còn khỏe là bà Năm làm công việc gì bà Năm ơi? Đi gặt, người đập gom. À, đó làm cho người ta lấy tiền hả bà Năm? Giống là đi làm... Gặt mướn. Đi cắt lúa ha? Ừ, cắt rồi đó, hết cái vụ cắt thì đập gom, vụ gom ăn. Dạ. Chứ có mận gì đâu, giờ đây hết mận rồi, hồi đó mận được. Không có nghĩ ngày nào hết chứ. Dạ. Cái già này phải chịu. Dạ. Làm sao giờ đây? Nhưng cuộc sống phía trước bà Năm còn nhiều vất vả khó khăn, với lại nỗi trăn trở của con khi đến đây gặp bà Năm. Bà Năm ở trong cái nhà này có mình nên cô chú anh chị. Rồi con xin lỗi bà Năm, lỡ ban đêm khát nước muốn xuống bếp múc nước cũng khó nữa. Chịu. Chịu ý như giờ làm sao? Thôi giờ bữa nay sẵn con xuống đây con vận động con bà Năm với con dâu bà Năm về ở chung bà Năm nha. Hình như là có một cái điều gì đó mà làm cho bà Năm là không muốn ở chung với con cái. Sợ là con cái nó gầy lộn với nhau rồi mình buồn lòng bà Năm ha. Mà chết chết không đi đâu. Con ruột cũng không đi, dâu cũng không đi. Phát. Chết thì chết không đi. Ở chết ở nhà. Tôi nói với chú Vàng á, tôi nói tôi có chết á, cậu Vàng á. Đừng kêu người ta đó, đốt đi, một bó gươm gì thì cháy rồi.
con gì đâu thương già không nè. Hỏi cô già hôm nay qua cậu già nói, tôi có nhắn con tôi nói cậu già tôi chết á, cậu kiếm năm cơm cậu tốt. Hỏi coi, không có đi đâu, đừng có biểu tôi đi. Con cháu thôi, tôi có đi đâu. Người ta lo mà ăn ai giàu giàu đi. Tôi nghèo nghèo kệ. Con bà Năm đi làm ở thành phố hay sao bà Năm? Không biết đi mà ở đâu đâu, tôi không biết đâu. Thôi không biết luôn. Rồi Tết có về với bà Năm không? Lâu lâu lợi khi người ta không lợi nữa. Con người ta mừng ăn ai đâu, tôi không có đi đâu đâu. Có về cho tiền bà Năm không bà Năm? Cho dữ lắm. Mừng ăn nó không đủ nữa. Vì nó cho tôi. Nhưng mà đâu đó vẫn có những ông bà cô chú muốn là cuộc sống có con cháu tề tụ bữa cơm, bữa canh để gọi là hạnh phúc của gia đình đó bà Năm. Ồ, không hạnh phúc, không đi đâu, không đi dứt khoát, không đi. Không đi đâu. Hồi đó giờ bà Năm có thấy con bà Năm với dâu bà Năm cãi nhau không? Nó đâu ở gần đây biết mà mình sợ không đi. À mình chỉ sợ vậy thôi ha. Chứ nào giờ chưa thấy. Chưa thấy. Dạ. Thì mình sợ trước đi. Nó ở đâu kia mình ở đây sao kỳ độ mà mình sợ thấy. Dạ. Mình sợ trước vậy. Cũng như thấy những gia đình khác là có vậy rồi. Phải. Đúng. Rồi cái người vợ chửi người chồng. Ừ. Giống như bà Năm nãy kể con vậy đó. Là giống như chửi mình này. Vậy thì con buộc đi. Con buộc con dâu đâu chữ bị mẹ mày nội mày ngồi ăn mà đem lại báo hả? À con hiểu rồi. Ý là con dâu nó xài nó khi mà không được vui đó, thiếu hụt tiền bạc này kia trong gia đình mà không có vui á thì chồng mình và sẽ chửi con mình. Nói là mình đem lại giống như gánh nặng thêm nữa. Phải. Ý bà Năm vậy đúng không? Ừ. Cho nên là bà Năm không có muốn đi lại chỗ đó. Không, không đi. Thà ở đây chết cũng được. Ở đây chết. Chết thì mượn anh Vàng đem cục cơm qua. Tôi dặn hoài á, tôi nói cậu Vàng á, đừng quên nghe. Hỏi con tôi không. Vàng á, tôi chết cái gì, nhà nước có cho gì không cho cũng được. Một nắm cơm thì chảy rồi, đừng có trốn á, tôi không chịu đâu. Dạ. Thiếu. Là cái mong ước bà Năm bây giờ là phải làm sao cho anh Vàng nhớ nhất rồi phải đem cục cơm qua. Vàng không quên đâu. Chắc nó không quên đâu, tôi có quên. Cậu Vàng không quên đâu. Bà Năm có muốn ăn gì không? Muốn ăn gì đâu giờ đấy. Vậy ăn gì giờ? Bà Năm ngồi nghe, con lấy bọc quà vô con tặng bà Năm nha. Cháu ơi, ăn cái gì đâu. Mùa này lạnh không bà Năm? Lạnh. Lạnh ha. Lạnh là hôn ngủ không có được. Lạnh ngủ không được luôn. Lạnh ngồi, ngồi ăn trầu. Lạnh là ngồi ăn trầu. À. Dạ. Con hỏi bà Năm, nhà mình có ngày nào mà bị hết gạo luôn không bà Năm? Hết hoài. Nó lớn lên bà Năm? Hết hoài. Hết hoài. Ừ, mà đều còn lon thì mình ăn được ngày. À. Mình yên. Rồi những lúc hết luôn rồi sao bà Năm? Hết luôn hả? Thì chịu, từng nào thấy là đi ngang đó. Mình nói là đem lại cho mình. Ta có ghét tôi đâu. Dạ. Ngày tới trời đi. Đẹp không bà Năm? Hồi đó giờ bà Năm có đi chợ mua quần áo bận không? Không, con cháu mua. Con cháu mua thôi ha. Ừ, không biết chợ đó mặc làm sao nữa. Hỏi mất không. Không biết ngoài chợ mặc làm sao nữa hả? Không biết chợ thích gian đi đâu, chỗ nào. À, bà Năm không biết cái chợ ở đâu. Bao lâu rồi bà Năm chưa đi chợ? Không đi đâu. Hồi nhỏ bà Năm có đi chợ không? Đi. Hồi con nhỏ nhỏ đi. Giờ mấy năm này ổng mất tới giờ không biết
À, ông Năm mất lâu rồi đó. Là có nghĩa là lâu lắm rồi bà Năm không đi chợ. Không. Giờ bà Năm quên cái chợ ở đâu rồi? Không biết ở đâu đó, hỏi tôi không biết ở đâu đó. Này bà Năm bận vô đi bà Năm, bận vô coi vừa không để con không vừa con đổi cái khác. Bà Năm bận đi. Cái này của cô Kim Lan ở bên nước Mỹ tặng cho bà Năm hai cái áo. Bận bận đi bà Năm. Thử vô. Bận vô. Dạ, bà Năm sợ chứ. Sao đâu, bận đi. Trời ơi, bà Năm bận. Người ta tặng bà Năm đó. Cô Kim Lan ở bên nước Mỹ á. Để cho nó ấm mùa này nè. Cứ bận đi bà, sao? Bật tí, bận của người ta. Người ta tặng, người ta mua tặng mà. Người ta tặng. À, bà Năm sợ cô chú anh chị. Đẹp không bà Năm? Đẹp mà ngắt người ta bận người ta nói không? Không, người ta nói gì bà Năm sợ nói gì bà Năm nói đi bà Năm sợ người ta nói gì sợ người ta nói mình gì ăn tóc của người ta bẩn sợ sợ là người ta thấy cái áo này người ta tưởng rồi mình ăn cắp của người ta ha người ta nói mình không có đó hồi nào giờ bẩn sợ người ta nói cái này của cô Kim Lan ở bên nước Mỹ á bà Năm biết nước Mỹ không ở đây không biết nữa biết nước Mỹ đó là của cô Kim Lan bên nước Mỹ tặng cho bà Năm hai cái áo cái đó áo đó với cái áo này nữa nè để bà Năm bận nha bà Năm cảm ơn cô Kim Lan đi cảm ơn cô Kim Lan dạ giúp cho bà vậy bà cũng mừng con dạ bà không có gì giúp cho con đâu già rồi dạ con cũng xin thay mặt bà Năm con chân thành cảm ơn cô Kim Lan ở bên nước Mỹ đã tặng bà Năm hai cái áo lạnh con chúc cô cùng gia đình luôn vui vẻ bình an trong cuộc sống thân tâm thường an lạc ha đẹp tí để dành bận nha bà Năm người ta không có nói bà Năm ăn cắp đâu người ta tặng bà Năm đó cô Kim Lan tặng bà Năm trời ơi sợ đi ra đường người ta nói là mà ăn cắp của người ta tại nào giờ mình không có bà Năm ha dạ bà cũng sợ người ta nói bà Năm có xài dầu xanh này không của chú Minh La bên Mỹ tặng cho bà Năm đó bà Năm sức đi ôi sức nữa đâu có tâm đồ hay sức có tắm hay chứ kìa thử thơm ha nhớ hỏi cô hai đó cái khổ lắm thấy nhà thấy cửa cậu thấy hết dám vô của chú Minh La con cũng xin thay mặt bà Năm con chân thành cảm ơn chú Minh La đã tặng bà Năm chai dầu xanh con chúc chú cùng gia đình luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống thân tâm thường an lạc gì dầu cù la ở bên Mỹ đó bà Năm chét miếng trước đi chưa tắm không chét đâu sao vậy bà Năm dơ lắm dơ hả cái tay mình dơ ha dơ mà đâu. Thơm không thơm để dành chiều tắm rồi sức ha tính đi tắm à. Cái này là của chị Dân Nguyễn ở bên nước Mỹ tặng bà Năm bà Năm thử cái thơm không xà bu ấy xà bu xà bu á là xà bóng của chú anh chị thơm không bà Năm thơm. Là của chị Dân Nguyễn tặng bà Năm cho cái này nè với xà bông này chiều bà Năm tắm nha tắm bằng xà bông nè cho nó thơm cái hộp này không biết bà Năm sao khui nữa nè cái đó cái gì nhưng mà bà Năm mình không có khui được rồi có gì anh Vàng hỗ trợ này nha cái này á là cái đồ ăn cơm đồ dùng cơm á đồ ăn á khi nào mình không có đồ ăn mình lấy cái này ra mình chiên ăn cái này là hem ở bên Mỹ á ăn đồ ăn đồ ăn ăn được không được khi nào ăn mình mở ra mình ăn đồ ăn cũng hợp ha ăn được được về cái này thì em cũng xin thay mặt bà Năm em chân thành cảm ơn chị Dân Nguyễn bên Mỹ đã gửi đến bà Năm xà bông cũng như dầu cù là và hộp hem em chúc chị còn hộp sữa nữa và hộp sữa đây chị Dân em chúc chị luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống thân tâm thường an lạc chị Dân Nguyễn bên Mỹ tặng bà Năm hộp sữa Ensure sáng bà Năm khoa uống khoa nước nóng á bà Năm có uống sữa không sao con cho đồ bà Năm dòm cho với con dánh mắt sợ cái gì á
bà Năm sợ lấy đồ của người ta hả? Ôi, tôi có uống đâu. Rồi người ta cho cứ nhận đi. Bà Năm chỉ tin anh Vàng thôi. Anh nói với bà đi. Này sữa là người ta tặng mình nè, cứ uống bình thường không gì hết. Hàng sáng pha 2-3 muỗng vậy đó, với nước ấm á. Cứ nhận đi, rồi cảm ơn người ta. Nhận đi không sao, bảo đảm. Cảm ơn chị Vân Nguyễn đi, cô Vân Nguyễn đi bà Năm. Nguyễn cha tôi cảm ơn cô. Trời ơi. Cô chú anh chị, bà Năm ở đây sống con mình, thậm chí về chợ cũng không biết ở đâu nữa. Cho nên là con cũng xin lỗi với ông bà, cô chú anh chị con nói một câu như vậy. Có nghĩa là bà Năm không có tiếp xúc được với những người bên ngoài. Rồi thấy ai vô cho đồ cũng sợ là người ta như thế này thế nọ. Thậm chí cái áo thì bà Năm nói sợ mốt mình bận ra đường cái người ta nói của người ta thiệt. Nói mình ăn cắp của người ta. Sợ thiệt á. Sợ thiệt. Cái này cho thiệt đó. Cho thiệt. À, còn cái này là cái hộp thuốc cảm. Khi nào bà Năm bị cảm sốt á, nóng lạnh đó, bà Năm uống 2 viên nha. 2 viên. Cái này trong đây tới 10 vỉ lận. Khi nào bà Năm bị cảm sốt với đau nhức, bà Năm lấy ra uống. Nhưng mà ăn cơm rồi mới uống được nha. Thuốc này ở bên nước Úc hay lắm. Dạ. Khi nào có bệnh hay uống, không bệnh đừng uống. Cảm sốt hay uống. Của dì Lê ở thành phố Hồ Chí Minh gửi bà Năm. Bà Năm cảm ơn dì Lê đi. Cảm ơn dì Lê cho tôi cũng muốn cảm ơn. Con nói bà Năm nghe nè, mới mốt ông bà cô chú có cho bà Năm nhận đi, bà Năm đừng sợ nữa. Cô chú anh chị nhìn bà Năm, nhìn ánh mắt với Nghĩa, thằng này không biết nó có gian không, tự nhiên nó lợi cho mình. Đúng không bà Năm? Bà Năm nghĩ vậy đúng không? Bà Năm gật đầu không cô chú anh chị? Đâu mà tôi sợ. Bây giờ có địa phương lại không mà đâu có người lạ lại phải không? Cái này là bà Năm có bị đó. Sao vậy? Bình... Gì vậy? Có hai. Để anh nói. Cái này bà Năm có bị đau bao tử không? Có bị nhức mình không? Có, uống thuốc này. Thì đằng tí là vàng thôi. Mỗi lần bà Năm uống một bịch gì nè. Buổi sáng một bịch, buổi chiều một bịch. Khi mình bị nhức mỏi, bị đau bao tử đó. Cái này chị rất là nhiều bệnh luôn. Đau bao tử, HB, nhức xương khớp, viêm gan B, viêm xương, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, gút, thoát vị đĩa đệm, tê lối, ói mửa, tiêu chảy vân vân, rất là nhiều bệnh. Mà Năm uống hàng ngày nha. Người ta cho, người ta không có lấy lại đâu. Cho, không có lấy tiền đâu. Không có lấy tiền. Cái này, em, tặng cái này là của chú Minh La. Chú Minh La nãy tặng bà Năm chai dầu nè. Giờ chú ấy tặng thuốc cho bà nữa. Bà Năm cảm ơn chú Minh La đi. Bà Năm cảm ơn chú Minh La. Cô Minh La. Chú Minh La. Chú Minh La. Cũng như là lâu ngày quá cô chú anh chị, cũng như là anh Vàng chia sẻ thì mà Năm sống đây có mình, thỉnh thoảng này chính quyền địa phương lại cho gạo cho đồ đúng không anh? Khi mà người lạ lại mà tặng đồ thì mà Năm sợ. Trong đầu nghĩ thằng này tự nhiên sao hôm nay lại đây nó làm gì ta, tự nhiên cho đồ mình ta. Không biết thằng này tốt hay thằng gian nữa. Lỡ nó cho mình xong cái mình đi ra mình bận nó đòi lại nó, mình ăn cắp của nó. Đúng không bà Năm? Bà Năm xác nhận nó nói ừ với lớn con tiếng này. Ừ. Trời thiệt. Rồi nhưng mà những ông bà như vậy mới đáng thương cô chú anh chị. Không có tham, không có khởi lòng tham. Mình không có tham của người ta bà Năm ha. Ê, ghẹn lẩu quá. Người ai cho gì người ta lại nói ăn cắp ý. Tôi sợ chế độ hồi nào tới giờ. Sợ thiệt á. Như này cho thiệt á. Không có nói ăn cắp. Không có nói ăn cắp. Ừ, người ta nói gì người giả làm bộ rồi bắt tôi đi chứ làm sao nói đâu không nổi. Bà Năm bỏ chạy. Có cái này à. Nó có cậu ghém tôi không có biết đâu á. Cho cái nhận đi. Ai đòi con chị. Nhận á, ba nhìn á nói cậu vàng biểu lấy á, tôi không biết đâu. Nhận đi. Bữa nay không có anh vàng mà Năm lấy không? Không. Lấy thiệt á. Người ta nói khơi khơi chú hai, người ta nói đem lại khơi khơi người ta lại bắt mình đó. Chết bà ơi, không có hai cậu hai này tôi cũng lãnh thiệt á. Nhưng mà mặt con là lương thiện mà. Thiện đâu lợi làm giả đâu, chết luôn đó, sợ chết rồi. Bây giờ con nói bà Năm nghe nè, bà Năm nhìn con ơi có phải gian không? Dạ đâu, tôi sợ lắm nội ơi.
Sợ thiệt á. Thôi bà Năm ngồi đi đừng có sợ nữa. Có cụ hai đồ lại đây tôi đỡ, không có đấy, tôi không dám nhận đâu. Nhưng mà giờ nhận ha. Ừ, có thằng Vàng á, có gì mà anh Vàng nói tiếng cho bà yên tâm đi anh Vàng. Trời ơi bà sợ. Nhận đi không sao đâu. Ở đây con coi giùm cho, không sao. Ừ, rồi đừng ai là đòi hả là làm gì đi. Ở đây ba ấp đây có gì bảo lãnh cho có gì con. Lãnh ai chạy đi kêu tụi mày. Sợ con quay lại con đòi không có chạy đi kêu anh Vàng được hả? Ở kêu anh Vàng với kêu bà Út được không? Mày lãnh được không? Em đi thì không thú, ngại gì đâu. Thú dữ vậy trời, Vàng thú dữ vậy. Bà Năm sợ bây giờ ngồi co gúm lại luôn rồi đó. Hồi nãy nói chuyện rất là bình thường cô chú anh chị. Nhưng mà khi Nghĩa tặng đồ của chị Dân Nguyễn nè, của dì Lê thành phố Hồ Chí Minh, của chú Minh La, bỗng dưng là bà Năm nhìn Nghĩa với cái mắt là ăn áo này người ta ăn cắp ăn áo đâu chết mẹ không đi đâu nữa của cô Kim Lan cho cái này vận động con đâu, tụi con ở đây vận động về ta. Người ta xuống đây người ta mới tặng mình chứ không mà. Phải tự nhiên ta vô ơn đâu về Năm cảnh giác gì cũng đúng nè thợ thiệt á ông tao kéo qua đầu ta chặt á tao mình em á cái này là của mình quân về Năm không có đừng có sợ. Con gửi tiền của ông bà cô chú cho bà Năm mua thuốc uống nha. Nhận đi không sao đâu. Không có đâu, cái này của mà vận động mà tự nhiên. Vận động. Ê, ông nội nhiều quá tôi sợ. Nhiều quá sợ. Ở mình yên nó luôn. Ở mình yên người ta đặt đầu chết luôn nữa ông nội ơi, tự nhiên tôi đi. Vậy đâu cứ lấy đi cái bà con ta không cái này hả à. Trời tụi em ở đây ô tụi con đây con với Vàng với anh hai không lẽ gạt gì luôn gì Năm sao gạt á mày ở đằng kia anh hai ở đằng kia người ta mình đến đây lo lặng mà mày nghe không thôi con nói bà Năm nè con gửi này rồi con về Vĩnh Long rồi con không ở đây con không ở đây rồi đâu con ở Vĩnh Long rồi Cần Thơ Vĩnh Long á chỉnh thành phố chợ nó không có ai đi tới đây con không có quay lại đồi đâu con quên nhà bà Năm rồi nhà bà Năm khó vô quá à này tụi con đi kiếm mấy anh này lại giúp đỡ là đỡ mình đó ha giúp đỡ của chừng ngồi cái một phe chế tạo luôn Tao sợ Năm yên tâm đi Năm cứ nhận đi giờ mình lớn tuổi rồi nếu mà Mạnh Thường Quân nào có giúp được thì Năm cứ nhận ở đây tụi con ở trong ấp đây chỉ có giúp dùm lời nói để cho các nhà tài trợ nè các mạnh thường quân để lại giúp chị Năm thôi đôi khi ở ấp con thì có nhiều những phần quà nè hoặc là những phần gạo là tụi con vận động ở đâu được thì con lại giúp chị Năm thôi chứ con đâu giúp được tiền nhiều này, và đồ đi. Tiền nhà ở này đồ sổ gì đâu con đi xin về như cái cây dầu này là làm gì tụi con vận động được làm gì có ở đây thôi, được chị để em thuyết phục bà Năm. À, nào giờ thì Nghĩa xin thưa với ông bà cô chú anh chị đây là cái lần đầu tiên Nghĩa ghi hình mà gặp bà cụ sợ mà tiếp xúc người lạ cũng như sợ nhận nhiều đồ quá vậy. Tại vì Nghĩa xin thưa thì hôm nay đến á, thì khi mà mới tiếp xúc bà Năm thì cứ nghĩ là một bà cụ sống một trong nhà một mình. Nhưng mà khi tiếp xúc và đến đem những món quà này thì Nghĩa hiểu được một điều là bà cụ không bao giờ khởi lòng tham, cho nhiều cũng sợ nữa. Là lần đầu tiên Nghĩa thấy lên bà ngóp bà Vàng ơi ừ chút xíu đây nhận con bà Năm bà Năm lết vô con lết theo nè chừng sập Vàng sập đâu ngày con xin phép con nói tiếng dân tộc bà Năm chút về do ca tinh nậm si rồi tí lấy đi nhận đi bà Năm nhận đi của anh của vừa tấu đừng quay giờ quay nấu đứng thì quay ngó tình ảnh chứ không có ai đây bà Năm nói gì anh sợ người ta quánh chết bà Năm cho lấy tiền cho anh ta quánh chết hả nữa kêu giả mạo á kêu mô kêu quay ở đâu ê đây để con dẫn vô con cho bà hổng vậy đó mày không biết giống như con lấy gạo lấy tiền lên cho bà thôi bây giờ con nói bà Năm nghe vậy nè giờ con không có tự tay con đưa tại giờ bà Năm sợ cái tay con gian quá rồi giờ con mượn anh Vàng đưa bà Năm ha Vàng vô cho gạo vậy đó thì coi như là con xin về đi. Con đi xin về cũng cho ha đi gan hỏm gì không có gì hết cứ nhận rồi mà hẹn làm bổ thầy cái này cứ nhận đi giống như con đi xin về cho bà thôi bà làm gì đó để con nó dễ xử ha con đi xin hỏm con cũng đem mày xin người ta biết này này con cũng đi giống như con đi xin vậy đi này cũng đi xin của mấy anh đó gì Năm ơi bữa hổm con xin là mấy người kia không có vô con phải nhận đem vô con chào
bữa nay là con có người ta vô cho nên là con không có đưa chị cho Nam người ơi, ta đưa. Chị Nam nói với anh già Giang rồi là sợ mấy ảnh buồn, sao không sợ ảnh buồn hả? Ảnh là người lương thiện đặng quà, tôi không sợ buồn lắm mà tôi sợ đi rồi. Mà chị Nam cứ sợ vậy làm anh ảnh ngại nữa nè. Bà Nam sợ gì bà Nam? Sợ vậy người ta nói người ta cho gì ăn cắp đã ta lại quánh tôi đụng đi mùng hú người ta làm ai hết. À có nghĩa là giống như con cho vậy nhiều vậy nè. Ừ, rồi nửa đêm con lại con gõ cửa. Ừ. Con nói bà ơi bà ăn cắp đồ con. Ừ. Rồi vô quánh bà Năm. Ừ. Rồi lúc đó bà Năm kêu anh Vàng sao á không có nghe. Nghe ai nghe. Ôm đen đó. Bà Năm sợ vậy đúng không? Đúng. Ừ. Bây giờ con làm sao bà Năm mới tin? Ừ, sao tôi tin đó. Giờ con nói bà Năm nè, con ở Vĩnh Long là cách đây là 200 mấy chục cây số. Con chạy về con chở con ngủ rồi, ban đêm con không có đi xuống. Con gửi bà Năm 500 ngàn mua thuốc uống. Thôi giữ đi, nhận đi. Cái này là giống như con đi xin cho bà như hổng đại hoài vậy đó, không có sao hết. Giống bà cứ nhớ nghĩ là con cho đấy. Đi lấy đi. Cái này là của anh Thổi chị Dung ở bên nước Mỹ tặng bà Năm 500 ngàn. Cái nước Anh chị Năm ơi, không có qua đây đòi được đâu chị Năm ơi. Anh Thổi với chị Dung ở bên nước Anh á. Con đảm bảo với chị Năm luôn á. Bà nghe con bà nhận đi. Ở đó giờ con giúp chị Năm, chị Năm cũng biết cái tình cái con gọi không có giả đâu. Vì tham biết cái đó không gọi nhà giọt nè. Con cũng phải đi giận nè, đi lộp nè chị Năm. Thôi bây giờ nhận đi cho bây giờ thì tụi con cũng lòng vậy thôi. Như này là con cứ nhận đi. Con vận động về không nhận là phụ lòng ảnh anh buồn nữa đó. Cứ nhận mình thôi. Này con lo, con lo như bà hổm xin dài dài gì đây đó. Để em thuyết phục nữa. Giờ con lết vô gần bà nữa nè. Ngồi chết ga, ngồi chết ga đi. Con ngồi chết ga đi. Dễ hại anh. Bà Năm nói, bà Năm nói nó hại à? Con không có hại. Trời ơi, nhà bà Năm nực cũng chết luôn nè. Con gán con ngồi năn nỉ bà Năm nhận tiền của ông bà cô chú giùm con. Giờ con nói bà Năm nghe nè. Hôm nay con được anh Vàng nhờ xuống đây để mà gặp bà Năm, trò chuyện bà Năm, biết được những khó khăn của bà Năm. Thì con mới xin tiền này của ông bà cô chú ở trong và ngoài nước. Con gửi bà Năm để bà Năm mua thuốc uống. Có những cái như xà bông để chiều bà Năm tắm, rồi dầu để bà Năm sức. Còn tiền để bà Năm để dành bỏ trong túi mua thuốc uống. Nha, lấy đi cho con vui, lấy cho ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân vui. Phải vô mà cháu. Ừ. Chị Năm cứ nhận đi. Ông cô lấy rồi có gì không? Không có gì hết. Ở đây mấy anh không có vui đâu. Tại vì ảnh có cũng nói chung là ảnh cũng từ bên nước ngoài nè, người ta gửi gì người ta cho ảnh là nhờ ảnh đi lên vô đây cho gì mà chị không nhận là gì phụ lòng của ảnh á. Không phụ lòng gì đâu, người ta hại mình. Hại trời ơi. Không có hại, không có hại. Nếu mà chị Năm nói vậy ảnh buồn á. Ảnh thương ảnh cho mà ảnh đâu có hại. Bữa hổm con xin tiền về cho bà cũng yên gan vậy đó. Cứ nhận bình thường. Vậy thôi. Cái này là con vận động về không gì đâu. Nhận đi ha vậy. Nhận đi. Vậy không phải con nhận giùm nha. Thôi bây giờ như bà cứ coi như là con hổm con đi xin vậy đó. Con đem về cho bà. Bữa nay nó cũng y gan vậy thôi. Đừng có suy nghĩ gì xa xôi. Bây giờ nhận giùm con. Không có từ chối là con buồn. Thì hôm đó nay là bà chỉ tin anh con rồi. Giờ bà từ chối con buồn. Con nói bà nè, bà từ chối rồi mốt anh Vàng không có đem cục cơm qua nữa đâu. Không, nói vậy hồi đó giờ bà tin con thì bữa nay bà phải tin con ha. Rồi vậy anh Vàng cảm ơn anh Thổi chị Dung ở bên nước Anh giùm em. Dạ anh xin cảm ơn anh Thổi chị Dung đã trao phần tiền cho bà Năm. Dạ, thay mặt chính quyền cảm ơn. Rồi cứ nhận đi. Nhận đi rồi. Sao bà Năm không lấy? Để nó đi. Để đó đi. À, em cũng xin thay mặt bà Năm chân thành cảm ơn. Anh ơi anh thì ngọt thấy dạng ơi. Để đi rồi hồi con bỏ vô. Em xin chân thành cảm ơn anh Thổi chị Dung ở bên nước Anh đã gửi yêu thương đến bà Năm ngày hôm nay 500 ngàn. Chúc anh chị luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Hồi nãy là con gửi bà là bên nước Anh. Bây giờ con gửi bà bên nước Pháp nha. Đi nước Pháp ở đâu gửi? Bên nước Pháp á, cái này là của chị Kim Hà bên nước Pháp gửi tặng bà Năm. Chị này đẹp gái lắm không sao. Cũng như con xin vậy thôi. Ôi mẹ ơi. Nhiều tiền quá là sợ trước vậy. Người ta nên ăn cắp chậu anh ta chứ tầm gì anh ta thử. Có đâu, không có đâu gì nè mày. Sập vàng hả chị? Mấy nhỏ con. Mấy bà ơi, mấy bà.
Trời ơi, quay ra nó cho đẹp đẽ chút coi. Chút coi. Quay ra xịt bằng cái này. Ừ, đúng rồi. Để. Nói chuyện lớn lắm. Rồi, bữa nay là không có gì hết. Bình thường, vì Năm cứ bình thường. Vì Năm thương con không? Bằng gì tao ghét. Đó, bởi vì Năm thương con thì... Giờ con hỏi bà Năm, nè. Con hỏi một bà Năm một câu chân tình nha. Hồi nào giờ có ai cho đồ bà Năm rồi nói bà Năm lấy đồ của người ta không? Không có lấy đâu. Người ta cho tôi không lấy đâu. Hồi đó giờ người ta cho không lấy luôn lấy hả? Thiệt á. Là bữa nay là lần đầu tiên mới lấy ha? Lần đầu tiên này á. Thiệt á. Cho lấy ngoài cho không lấy. Như là chỉ, chỉ những người quen trong... Qua đi với mấy bà này đi tôi đi. Còn không không đi thì tôi không. Còn như con lạ ăn cho là không lấy. Sợ. Bây giờ bà Năm xác nhận với con với ông bà cô chú nghe đi, bà Năm sợ điều gì bà Năm? Sợ nói bằng đêm lại bà lấy của tôi này kia, tôi sợ. Sợ thiệt á. Ý là ban ngày cho vậy, cái ban đêm lại gõ cửa nó bà lấy đồ của tôi. Ừ, mà lấy trả rồi tôi không biết làm sao nói đâu á. Biết đâu nay bà lấy của tôi hôm qua nè, bữa nay bà trả tôi. Người sợ vậy đó ha. Sợ thiệt á. Nhưng mà con thề luôn nè, không có nói. Anh điện tía dạng ơi. Bữa nay bà cứ nhận bình thường đi, đây con tin tưởng con đi. Hồi đó giờ bà tin con thì bữa nay nó cũng y gan vậy đó. Con nói gì Năm nè, hồi đó giờ tụi con ở đây á chỉ vận động phần quà, phần gạo là những cái món quà yêu thương gì cho dì Năm nè. Tỉ như gạo, một bịch gạo kèm theo 200.000 bao thiệp thì dì Năm cũng nhận bình thường, thì dì coi những cái món quà này của mấy anh này cho thì y chang như những cái món quà ở ấp con được. Nhưng mà ở ấp con làm gì cho được nhiều như vậy, thì chỉ con chỉ vận động rồi cho phần quà khoảng từ 200-300 ngàn hoặc là này kia giúp được gì vậy dì Năm, như là những máy tên hoặc là những nhà dột, rồi tụi con vận động công vận động để cho dì Năm thôi, chứ đâu có cho được mà đủ thứ nè, gì thấy không, dầu này mà đâu phải đây, nước đây này, chưa chắc có cái hộp dầu đẹp gì nữa. Đẹp quá, đủ mà nó quánh đủ mà không có bà luôn á. Không có biết đâu chừng đâu bà ơi. Rồi gì như vậy dì Năm cứ nhận đi, không có sao đâu. Con nói thiệt. Rồi, nói gì dì Năm tin tưởng con, tin tưởng ở đây ban lãnh đạo ấp thì dì Năm cứ nhận. Bà Năm dòm con ánh mắt sợ quá bà Năm. Cứ nhận bình thường như con nãy. Dì Năm cảm ơn. Dì Năm cảm ơn. Cảm ơn cô Kim Hà đẹp gái. Cô Hà đẹp gái nha cô. Cảm ơn. Em cũng xin thay mặt bà Năm, em xin chân thành cảm ơn chị Kim Hà ở bên nước Pháp đã gửi đến bà Năm 500 ngàn ngày hôm nay. Chúc chị cùng gia đình luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Hồi nãy là con dẫn bà Năm đi qua nước Anh, nước Pháp, giờ con dẫn bà qua nước Mỹ. Con đi đâu? Ngồi đây đi, đi đâu nữa? Ngồi đây. Có gì nữa rồi? Chị cứ ngồi bình thường đi. Con xin phép con gửi món quà của anh Duy ở bên nước Mỹ tặng bà Năm 1 triệu đồng. Thì cũng như nãy giờ đó, giống như là phần tiền này của anh bên nước Anh, phần tiền này anh bên nước Pháp, thì phần tiền này là của cái anh bên nước Mỹ vậy thôi. Vì Năm nãy đúng giờ nhận cái này, thì cái này cũng y chang vậy. Năm đừng sợ, không có gì phải lo. Con đây mà, có con đây sợ gì? Rồi nhận đi. Để đây mấy anh chị ở đây đợi lâu nè. Nhận đi bà Năm. Bà Năm cảm ơn chú Duy. Tôi xin chú Duy bên nước Mỹ. Cảm ơn chú Duy cho 200. 1 triệu. 1 triệu. Cảm ơn, không biết gì trả ơn ra đâu rồi. Trả ơn 11 anh Duy về Việt Nam, bà Năm nấu cơm cho anh Duy ăn. Được không? Được. Củi nha, nước cơm củi. Nước cơm củi chắc nước cơm luôn. Ra ngoài bắt cua về. Tép khô qua rồi ha. Xin thay mặt bà Năm, em xin chân thành cảm ơn anh Duy bên nước Mỹ đã gửi yêu thương đến bà Năm 1 triệu đồng. Chúc anh luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Không xạo. Con không có xạo. Giờ con gửi bà Năm 500 ngàn của chị Linh, chủ công ty Long Mi Giả Nguyễn Tấn ở Bình Dương. Thành phố Việt Nam rồi, không có đi ngoài nữa. Không có đi ngoài nước nữa. Làm cái lông mi giả này nè, chỉ làm con mi giả, chỉ bán á, chỉ lời chỉ cho bà Năm. Là một cái doanh nghiệp á, là một cái doanh nghiệp để người ta làm đó, công ty đó. Ta gửi, người ta thấy mình gì, người ta coi lên YouTube, người ta thấy mình gì, người ta gửi lời yêu thương, người ta gửi tiền đến cho. Rồi chị Năm nhận, cảm ơn. Cứ nhận đi, không sao đâu. Cảm ơn. Đây, bà Năm cảm ơn cô Linh ở Bình Dương.
cảm ơn cô Linh Bình Dương cho tôi 500 ngàn. Anh hỏi con em xin thay mặt bà Năm chân thành cảm ơn chị Linh, chủ công ty Long Huy Giả Nguyễn Tấn Bình Dương đã gửi bà Năm 500 ngàn. Chúc chị luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Con gửi. Bình tĩnh. Con nãy gửi giờ nãy giờ sao thì giờ vậy đó. Con gửi bà Năm 500 ngàn nữa của chị Kim Ly ở bên Mỹ á, tặng bà Năm 500 ngàn. Thì nãy giờ sao thì những nhà tại vì nãy giờ anh quay nè, anh quay người ta thấy dì Năm thấy tội nghiệp mình gửi lời gửi tin lên là cho tiền cho dì Năm. Dì Năm cứ nhận. Bà Năm nhận đi. Bà Năm cảm ơn cô Kim Ly ở bên nước Mỹ. Nói cảm ơn cô Kim Ly. Kim Ly cảm ơn ở ngoài nước Mỹ gửi cho tôi 500 ngàn. Sa thốt. Ôi, đâu chưa thấy ảnh. Mua Phật chứ, còn chúc chúng ta được. Một hồi mình dùng tiếng Miên mình sẽ cảm ơn con, một câu nghe đã lỗ tai. Con gửi bà Năm 500 ngàn của chú Nguyễn Thanh Cường ở bên nước Mỹ tặng bà Năm. Cứ nhận đi, cho nhanh nhanh đi. Bà Năm cảm ơn chú Cường ở nước Mỹ. Cảm ơn chú Cường ở nước Mỹ gửi cho tôi 500. Chỗ này nó hay đó, nãy giờ đó. Được nhiêu bà Năm đếm đi bà Năm. Đếm đi. Đếm mới được nhiêu bà Năm. Đếm nè. Bà Năm biết đếm không? Đâu đếm thử coi. Đâu đếm không? Đếm không? Đếm. Bà Năm đếm mà được nhiêu tiền rồi? Được mấy trăm rồi. Trời ơi, tay á. Này. Lần lần cho bà đếm. 1 triệu. 1 triệu. 1 triệu với 1 triệu. 1 triệu, 1 triệu còn lạc. Là 3 triệu, 3 triệu rưỡi. Rồi bà Năm mua gì ăn bà Năm? Mua hàng á, mua gì? Mua hàng mua gì không biết, nó không biết xài đó. Mình đợi thằng Bông gửi mình mua xong. Thèm gì mua ăn đi, bồi dưỡng vô. Là chị thôi. Con gửi. Chú Hải anh Phi ngọt thôi. Thôi cứ nhận đi. Bà Năm chở con Hải không có Hải, không có. Hôm nay con đến đây con giúp bà Năm. Con gửi bà Năm 500 ngàn của tiền của gia đình cụ bà 99 tuổi ở nước Mỹ. Người ta già tới 99 luôn mà người ta thấy mình vậy, người ta còn gửi cho mình đó. Bà cụ 99 tuổi cho bà Năm đó. Bà Năm cảm ơn bà cụ 99 tuổi đi. Bà cụ 99 tuổi cảm ơn bà 9. Cảm ơn anh nhé con. Con cũng xin thiệt á, ở đó giờ chưa từng cầm số tiền mà nhiều tới vậy đâu. Con xin thay mặt bà Năm, con chân thành cảm ơn gia đình bà cụ 99 tuổi nước Mỹ, trong đó có cô Mai, cô Yến, cậu Khánh, em Hưng đã gửi đến bà Năm 500 ngàn ngày hôm nay. Con xin chúc bà cụ luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc ạ. Giờ lấy tiền lên phải lấy lén. Lấy bà Năm sợ. Đó. Bình tĩnh, đừng giật, anh hơn tấm này nữa, tấm nữa nữa thôi rồi. Cái này là của cô Nguyệt ở bên nước Mỹ tặng bà Năm 500 ngàn. Rồi dì Năm nói cảm sao? Ơn cô Nguyệt. Vì nãy giờ dì Năm nói cảm ơn cô Nguyệt cô ở nước Nguyệt Mỹ. Ở nước Mỹ cho tôi 500, cảm ơn cô Nguyệt. Ơi anh ơi chụp thấy con cũng xin thay mặt bà Năm, con chân thành cảm ơn cô Nguyệt ở nước Mỹ đã gửi đến bà Năm 500 ngàn. Con xin chúc cô luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Bây giờ dì Năm xài dầu đó không xài, hồi dì Năm cho con đi. Con xin phép con tặng con xin phép con tặng bà Năm 500 ngàn của một em gái ở nước Pháp. Tặng bà Năm. Thôi nhận luôn đi. Nhận. Để... Bà Năm nói là cảm ơn cháu ở nước Pháp. Cảm ơn cháu ở nước Pháp. Dạ. Cho 500. Dạ. Con, anh cũng cảm ơn em ở nước Pháp đã gửi yêu thương đến bà Năm 500 ngàn ngày hôm nay. Chúc em cùng gia đình luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc em nha. Rồi, con nói bà Năm nghe nè, mới mốt á. Ông bà cô chú bên Mỹ, bên Pháp, bên Anh, bên Việt Nam về đây bà Năm nấu cơm người ta ăn. Được. Nấu cơm chay. Được. Ăn chay không à? Ừ. Mua tàu hũ về chiên ăn. Bồi ngọt ấy. Ngọt gì nữa. Yên tâm rồi ha. Trời ơi, nhận tiền mà có hai bên ông chính quyền bảo vệ mới dám nhận.
đó giờ không cầm số tiền lớn nên là sợ lắm, bà ngỡ. Bà sợ nha, cho rồi tối gõ cửa lấy lại. Bỏ túi đi, bà Năm bỏ túi đi. Bây giờ con hỏi thiệt chị Năm nè, chị Năm được có số tiền lớn này như vậy gì, gì muốn để cho túi trong túi hay là gì muốn gửi qua bên cho vàng hay là gửi cho con dâu? À gửi cho con. Không gửi dâu nào. Gửi con đi ha, hay là gửi vàng. Hay là mình lâu lâu cái con đưa gì 500 thì xài thôi chứ nhiều quá à, cô đó. Già giữ tiền nhiều quá nguy hiểm á. Gửi cho anh vàng nha. Gửi cho anh vàng được không bà Năm? Cho anh vàng đi. Anh vàng giờ anh đếm trên video cho ông bà cô chú coi đi anh vàng. Vàng biết người ta cắt cổ mày biết không cắt cổ tao đâu. Thì đúng rồi cho cắt cổ nó lần cho nó tỏ. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 5 triệu. Là anh vàng nhận giùm bà Năm 5 triệu. Rồi khi nào anh có thường qua đây không? Có thường. Có thường qua đây ha. Bà Năm muốn ăn gì đó kêu anh vàng mua nha. Bây giờ rồi anh vàng giữ tiền giùm bà Năm. Tại nói chung thì trong nội dung video nào cũng vậy, khi con đến ông bà cụ sống một mình, con đưa số tiền lớn như vậy đó rất là nguy hiểm. Bây giờ anh gì đi, trước mắt đưa gì 500 đi, mình giữ lại 4 vàng, giữ lại 4 triệu rưỡi đi. Bà con trong mình bà còn mấy triệu mà. Trời con dạ, khó đâu ông nội. Chập cho bác. Rồi vậy kệ chào đi. Chào cho dì bỏ túi 500 giờ, con giờ đây 5 triệu. 5 triệu. À, con đưa cho bà 500. Để mua cái gì mua. Để đi dì tôi dì Năm bỏ túi đi. Rồi chừng nào mà mỗi khi mà dì Năm vậy đó cái đầu vàng nó qua trao nó qua một mình cũng được mà đi với con cũng được, qua trao cho dì Năm rồi chụp hình gửi lên bên mấy mấy anh chị nè để cho mấy anh chị coi mỗi lần trao vậy đó. Này bây giờ con gỡ là bà giữ 500 cho mình đi. Còn phần này con giữ. Nghĩa phước quý lắm. Con qua lại hoài đó. Khi nào con cần thì con sẽ đem qua. Ha. Bà Năm vui không? Sợ không chết rồi đâu mà vui. Ôi bữa nay cho đồ nhiều quá mà sợ gì bà Năm? Sợ tao huynh đè đầu huynh chết. Trời ơi sợ tao đè đầu huynh hả? Bỏ túi đi. Rồi bỏ túi đi. Cầm bỏ túi đi. Không dám xài đâu nè. Bỏ vô đây, bỏ vô cài nè, nè, vợ bỏ cài. Bình đây nè. Trời ơi, bóc ra mấy cái xỉu luôn đó. Đấu, đấu. Cắm trước không á. Được mấy cái hàng này, nói 300 gì đó. Nè, từ nay ta cho đưa 400. Còn trao đưa 400 không dám xài. Bỏ vô luôn đi, bỏ vô. Tự mình làm, tự mình lấy, bà đi. Nè, bỏ vô trong này luôn nè. Bây giờ là anh lãnh anh giữ 4 triệu rưỡi thì cũng như hàng tháng anh đem qua đi. Tại vì hàng tháng đi, tại vì ví dụ như là hàng tháng đem qua 500 triệu gì không biết, nhưng mà anh cứ tới lui thăm bà. Hàng tháng thì cứ đem, còn bình thường thì cứ tới lui thăm. Mỗi lần tháng thì ở đây tụi con lại trao cho dì 500 xài đủ không? Hay là 1 triệu? Ý là mình qua thí dụ trong cái thời điểm anh qua mà bà có thiếu cái gì á thì mình gấp rút mình làm liền. Dạ. Tết ta đi cho Tết thì mình hãy trao. Bà Năm ơi, bà Năm có muốn con xuống thăm bà Năm nữa không? Muốn, cho thấy mặt cho biết. Sao nãy giờ bà Năm sợ con dữ vậy? Sợ thiệt, gọi đi tiếp, gọi đi. Mà bây giờ là quen rồi ha. Ở giờ dòm thấy biết rồi á, đi biết rồi. Dạ. Bà Năm nói là... Giờ là biết rồi, nhìn kỹ mặt con đi. Đẹp trai không? Đẹp không? Không sợ. Cậu là không sợ, tôi đúng sợ rồi. Người khác. Người nào? Mình biết ở đâu mình biết được. Con là không có sợ nha. Trời ơi, nãy giờ hết hồn chân, con tưởng đâu mà Năm nói con gian. Nhưng mà bữa nay vui, đừng có sợ nữa, vui nghe. Rồi mai mốt con xuống nữa, cái này là thuốc uống, không sao hết. Nhất mỏi bao tử nha. Con chai dầu nè, mới mốt sức, nhất chiều á, sức vô cổ cho nó ấm. Tắm mới được, tắm sức. Tắm mới sức nào, kiểm xong bỏ vô đi. Con còn tặng bà cái này nữa. Ê, tặng cái gì nữa ông nội? Bằng lại. À, Út này không có tặng gì đâu. Thì ngồi xếp bằng ở đây. Đợi đi, đợi cái tặng gì nữa. Dạ. Con tặng. À. Vậy chuỗi niệm Phật. Chuỗi niệm Phật. Con là anh không có trò. Phật. A Di Đà Phật. Ừ vậy đi, cái đó này là nhận đi. Rồi đeo vô, đeo vô. Cái này là của cụ bà 99 tuổi nãy cho tiền bà Năm đó, tặng bà sao chuỗi nè. Bà Năm cảm ơn cụ bà 99 tuổi đi. Cảm ơn bà trăm tuổi đó đừng tặng cho được dòng. Niệm Phật nha. Niệm Phật luôn nghe. Niệm Phật hoài luôn. Còn tôi sống được 2 năm nữa, còn nó niệm là chết á. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật là ngủ ngon.
ở đây có mình niệm Phật cho Phật phù hộ mình. Hôm nay ngày ngon thì con còn không được có đeo nữa phải không? Lỏng le. Thôi lỏng gì nói chặt quá nó đau tay lắm. Nói niệm Phật á là niệm Phật nghe nhớ nghe. Chị ghé là vàng ơi, vàng. Có gì đâu. Cũng như con đi đem vô cho bà vậy thôi hả? Mình cho mấy anh chị này vô trao giùm mấy bà con ở xa. Bà cụ ơi, cái máy này nghe kinh người ta niệm Phật ở trong đây nè, mình để vô tay mình nghe. À. Chó ngủ quá. Giống cái là vô vậy đó, được chưa? À. Đó, được chưa? Tối để ngày lỗ tay bà nghe, bằng ngủ ngon bà cụ nghe. À. Bà Năm nha. Bắt rau đâu vậy Năm bắt ơi? Bắt cây. Bắt cái nào? Nè, dặn cái nút này lên. Giống như cái là vô mình xưa vậy đó. Đó, bắt đứng lên. Đó, nhỏ thì dặn lại. Đó, này tắt luôn nè. Đó. Nha. Cái này của cô Nguyệt. Cô Nguyệt hồi nãy tặng tiền bà Năm đó. Bà Năm cảm ơn cô Nguyệt đi. Cảm ơn cô Nguyệt. Cảm ơn cô Nguyệt. Cảm ơn cô Nguyệt. Gửi cho tôi mong ơn cô Nguyệt. Băng đêm bà Năm ngủ nhớ niệm Phật nha. Niệm Phật cho tâm mình an. Niệm Phật cho Phật trời phù hộ mình sống 120 tuổi. Không chết sớm. Nghe bà Năm. Hứa với con nghe. Tôi mốt ăn uống vô đừng uống nước lạnh nữa nghe. Đại tôi về không biết nước nóng sao nữa. Không phải uống. Ê, tôi uống nước lạnh. Anh Vàng hôm nào có qua thì chỉ bà cụ pha sữa giùm em nha. Sữa này sữa Ensure Mỹ cũng mắc tiền lắm để bà cụ uống lấy lên sức khỏe. À, dạ thưa quý ông bà cô chú anh chị thì nội dung video cũng đã dài cũng khá lâu, câu chuyện cũng khá là ly kỳ. Lần đầu tiên Nghĩa gặp được một bà cụ mà sợ người lạ cho quà cho tiền. À, Nghĩa một lần nữa thì con xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã gửi yêu thương đến bà Năm ngày hôm nay. À, con xin chúc quý ông bà cô chú anh chị, mạnh thường quân, nhà hảo tâm luôn vui vẻ bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Nghĩa xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Chào tạm biệt bà Năm ơi. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt nói lớn lên bà Năm. Tạm biệt. Mô Phật. Nam mô A Di Đà.